Nhằm giải quyết tình trạng cháy vé và lượng hành khách tăng cao, hãng hàng không Vietnam Airlines mới đây thông báo tiếp tục tăng chuyến lần thứ tư với gần 20.000 chỗ, tương ứng với 108 chuyến bay dịp cao điểm Tết. Theo đó, Vietnam Airlines vừa thông báo tiếp tục tăng chuyến lần 4 với gần 20.000 chỗ dịp cao điểm Tết từ ngày 16 tháng 1 đến 30 tháng 1 năm 2023, tức là từ 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão. Cụ thể, các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Như vậy, từ ngày 6 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023, tổng số ghế và chuyến bay toàn mạng nội địa hãng này cung ứng dịp Tết là gần 9.200 chuyến, tương đương gần 1,9 triệu ghế. Phía hãng khuyến cáo hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay Tết qua các kênh bán vé chính thức để đảm bảo hành trình được thông suốt và nhanh gọn, tránh tình trạng cháy vé không mong muốn.